Bữa nay mình phục hồi cho một trường hợp khá là khó nhằn nha anh em. Trường hợp này là một trường hợp mà tưởng chừng sẽ đem dục, tại vì là nó gãy rất là ác. Nó gãy khoảng chừng khoen thứ 3 từ đầu bu đếm xuống. Ở cái đoạn gãy đó là cái đường kính trong của phôi, mọi người, đường kính chỗ này nè nó nhỏ, cho nên là cái khúc láp mà chúng ta, nếu mà chúng ta nối đối đầu á, nối vô nó sẽ quá nhỏ, dẫn đến chuyện là khách mình đã thử tự làm ha, xong rồi nối vô cái nó không đủ chịu lực, chưa chưa có chịu tải là đã thấy là uốn thôi là đã thấy là nó đã bị cong gập ở chỗ nối rồi. Nếu mà gãy ở cái khúc dưới á thì chúng ta có thể xài cái đoạn carbon lớn chúng ta nối vào, nhưng mà nếu mà gãy ở gần đây nè, đó, gần trên đây nè, thì nó lại không nối đối đầu được. Nếu mà hạ đọt thì cũng không được, tại vì anh em nhìn cái đoạn chỗ gãy này ha, cái này nó quá bự. Nếu mà hạ đọt xong nhìn cây cần là thấy gớm luôn, ngắn, mà lúc đó là cây đọt nó biến thành đọt cỡ chừng 7 ly thì sao quýnh đó, tức là quýnh là không được nữa luôn, vừa ngắn mà vừa gớm nữa. Cho nên là mình đã xử lý cũng khá là lụa đó, mình sẽ sử dụng cái kỹ thuật là tháp đọt dạng lồng vô nhau mọi người ha, giống như là giật cấp á. Thì là cái kiểu này thật ra là những cái phôi zin trong những một số cái cần câu bãi nó có sử dụng mọi người đó. Thì cái kiểu này thì nó sẽ giải quyết được vấn đề là cần vẫn đẹp đó. Mình còn tinh ý là mình đi luôn hai cái chân khoen, một cái chân là nằm ngay chỗ giật cấp luôn để giấu cái mối nó được tương đối, một cái chân nằm ở cái khúc lớn bình thường đó. Đó, hơi bị tốn não với trường hợp này mọi người, mình cứ tưởng là đem dục luôn rồi chứ. Đó, anh em thấy không? Giờ thì cần trở lại tương đối đẹp. Đó, cái này là keo mình mới phết nha anh em, nó chưa có ổn định cho nên là anh em sẽ nhìn thấy nó phản xạ ánh sáng, nó còn lon lỗ á. Hồi mình đợi keo nó ổn định mình sẽ chỉnh lại ha. Đó, cái kiểu thật ra là cái kiểu tháp đọt giật cấp này là anh em gặp trong những cây cần câu hai khúc bãi á, hai khúc của Nhật chứ Hàn Quốc á, người ta sử dụng cái kiểu tháp đọt là nhiều lắm, tháp zin luôn á, nó không phải gãy đọt mà đơn giản là người ta làm cái kiểu thay đổi độ cứng vậy đó. Thì nhìn cây cần nó vẫn đẹp mọi người ha.